chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Quý Châu. Chương trình hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Thủy công dự án đập phủ kênh tiêu hồ chứa nước Bản Mồng. Đồng chí Phan Đức Đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm việc tại xã Châu Hoàn. Quý Châu giao lưu gặp mặt doanh nghiệp trên địa bàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Chi hội Phụ nữ xã Châu Bình đã tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng máy ấm tình thương. Hội thảo ngăn chặn học sinh bỏ học, nâng cao tỷ lệ chuyên cần hội thảo biên soạn lịch sử đảng bộ thị trấn Tân Lạc. Tổ chức giải cầu lông chào mừng thành lập các ban đảng và văn phòng cấp ủy năm 2014. Tổ chức giải bóng truyền nhân ngày phụ nữ Việt Nam. Tổ chức hội thi các môn thể thao truyền thống. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Chiêu hội trưởng phụ nữ Hà Thị Linh giỏi việc nước đảm việc nhà. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2014, tại bàn Bình Ba xã Châu Bình huyện Quỳ Châu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An và Tổng Công ty 36 Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư hạng mục đập phụ canh tiêu thông hồ và canh tiêu Châu Bình thuộc dự án hồ chứa nước bản Mồng tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Đường Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh huyện và nhân dân trên địa bàn huyện Quỳ Châu Dự án đập phụ, canh tiêu thông hồ và canh tiêu châu bình thuộc dự án hồ chứa nước bản mồng là công trình đại thủy nông lớn ở khu vực Bắc miền Trung, một trong những công trình thủy lợi trọng điểm. Nằm trong chương trình phát triển kinh tế khu vực Tây Nghệ An, dự án được thực hiện bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ với tổng mức đầu tư hơn 4.400 tỷ đồng. Hồ chứa nước bản mồng có dung tích thiết kế 235 triệu mét khối, phục vụ tưới tiêu cho hơn 26.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp của các huyện Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Anh Sơn và thị xã Thái Hòa của tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, công trình còn cung cấp nước sinh hoạt, công nghiệp và chăn nuôi, tham gia cắt giảm lũ cho hạ du sông Hiếu, phát điện với công suất 42 MW. Xây dựng đập phủ, canh tiêu thông hồ và canh tiêu châu Bình được đánh giá là giải pháp sáng tạo về khoa học công nghệ mang nhiều ý nghĩa về kinh tế, xã hội. Khi hoàn thành, các hạng mùng này không chỉ giúp hồ chứa nước bản bồng được khai thác hiệu quả hơn, đó là tiêu thoát lũ cho vùng hạ du sông Hiếu, bảo vệ dân cư tại xã Châu Bình, mà còn tránh được việc phải di rời 565 hộ dân và cơ sở hạ tầng nơi đây, bảo đảm cho người dân nơi đây an cư lạc nghiệp, không phải rời bỏ quê cha đất tổ, ảnh hưởng đến nét văn hóa cộng đồng hàng nghìn đời nay mà họ tạo dựng qua nhiều thế hệ. Dự án được đánh giá là một công trình trọng điểm của tỉnh Nghệ An có tổng mức đầu tư hơn 756 tỷ đồng. Dự án được thực hiện trong 2 năm 2014 và 2015. Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh. Miền Tây Nghệ An là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, khoáng sản, sinh thái, xi măng, thủy điện. Mặc dù kinh tế xã hội của các huyện, thị trong vùng đã có nhiều cải thiện nhưng tốc độ phát triển kinh tế còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế đây là vùng đất phải gánh chịu nhiều thiên tai khắc nghiệt vì vậy dự án hồ chứa nước bản mồng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc khai thác tiềm năng hiện thực hóa chiến lược phát triển kinh tế xã hội của khu vực miền tây nghệ an để dự án hoàn thành đúng tiến độ ông nguyễn xuân đường yêu cầu các cơ quan sở ban ngành các huyện thị xã nhanh chóng thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công chính quyền các cấp cần tạo mọi điều kiện cho các hộ dân phải di rời được tái định cư sớm ổn định cuộc sống đối với các nhà thầu tham gia dự án và các đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung nhân lực máy móc thiết bị và các loại phương tiện vật tư tài chính đáp ứng đủ các yêu cầu để thi công xây dựng công trình nâng cao trách nhiệm trong thi công và giám sát công trình bảo đảm an toàn lao động bảo đảm công trình hoàn thành đúng tiến độ chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật khi công trình đập phụ và kênh tiêu thông hồ hoàn thành thì công việc xây dựng đập chính sẽ được triển khai Mặc dù người hưởng lợi công trình này không phải là người dân Quỳ Châu, nhưng đảng bộ và nhân dân nơi đây sẽ cố gắng hy sinh lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể để xây dựng công trình hoàn thành đúng tiến độ, góp phần nhỏ của mình vào công việc xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh. Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2014, đồng chí Phan Đức Đồng, Phó Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã có buổi làm việc với đảng bộ xã Châu Hoàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện, trong 9 tháng đầu năm 2014, xã Châu Hoàn đã có những bước phát triển nhất định, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Cụ thể, tổng diện tích gieo trồng 165,62 ha trên 255 ha đạt 65% kế hoạch, cao hơn 9,7 ha so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt 342,1 tấn đạt 50% kế hoạch năm, cao hơn 44,6 tấn cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 14 triệu đồng, đạt 74% kế hoạch huyện giao. Trong 9 tháng đã tiến hành giao đất lâm nghiệp tại thực địa cho 9 trên 9 bản với tổng diện tích đá giao 413,7 ha trên 157 hộ dân. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho nhân dân, các chính sách an sinh xã hội được chăm lo thực hiện tốt, quốc phòng an ninh được giữ vững. Bên cạnh một số kết quả đạt được, Châu Hoàn vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới đó là công tác giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện còn chậm hoạt động thương mại chưa phát triển, an ninh nông thôn có nhiều vấn đề bất cập, tội phạm hình sự tăng cao so với cùng kỳ tăng 10 vụ, công tác xây dựng nông thôn mới phát triển chậm so với kế hoạch. Hiện nay, xã chỉ đạt 4 trên 19 chỉ tiêu, trong đó các chỉ tiêu như chợ, nông thôn, tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập chưa đạt, còn 5 trường hợp sinh con thứ ba. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phan Đức Đồng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu, trong thời gian tới, Đảng Bộ xã Châu hoàn tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trên tất cả các lĩnh vực, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rà soát các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2014. Tập trung quy hoạch phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng mô hình cây trồng vật nuôi chủ lực. Trước mắt cần chỉ đạo nhân dân gieo cấy, chăm sóc cây trồng vụ đông năm 2014 và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Rà soát thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau, nâng cao chất lượng làng bản, gia đình văn hóa, trường trạm đạt chuẩn quốc gia quan tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo, thực hiện nghiêm túc chỉ thị 17 CTTU của tỉnh ủy Nghệ An và quyết định 740 QDHU của huyện ủy. Về các kiến nghị, đề xuất của xã, ủy ban nhân dân huyện giao cho các phòng, ban, ngành liên quan phối hợp hướng dẫn cho xã thực hiện trong thời gian tới. Sáng ngày 15 tháng 10, huyện Quý Châu đã tổ chức hội thảo ngăn chặn học sinh bỏ học, nâng cao tỷ lệ chuyên cần thực trạng và giải pháp. Huyện Quý Châu có 37 trường học với 900 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, tỷ lệ đạt chuẩn 100% trên chuẩn 84,5%. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các phòng, ban ngành, đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân, phụ huynh, trong những năm qua, ngành giáo dục đã quyết liệt, mạnh dạn trong công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, chủ động trong công tác tham mưu, phối kết hợp các cơ quan, ban ngành, đoàn thể để tăng cường hỗ trợ cho nhiệm vụ phát triển giáo dục. Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn còn nhiều trăn trở, băn khoăn, công tác huy động, duy trì sĩ số học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông chưa đạt kế hoạch. Tình trạng học sinh bỏ học, bỏ tiết ngày càng cao. Năm học 2012-2013, toàn huyện có 7 em bỏ học và 43 em thường xuyên bỏ tiết. Năm học 2013-2014 là 6 em bỏ học, 51 em thường xuyên bỏ tiết. Tính từ đầu năm đến nay, toàn huyện có 11 em trung học cơ sở bỏ học và 46 em có nguy cơ bỏ học cao. Nguyên nhân chính việc học sinh bỏ học, bỏ tiết học kém, ham chơi, không thích học, gia đình chưa thực sự quan tâm. Tại hội thảo, đại diện các ban ngành, chính quyền địa phương đã thảo luận và cùng tháo gỡ những khó khăn đối với tình trạng học sinh bỏ học, bỏ tiết các cấp học như kiểm tra các tủ điểm, dịch vụ, văn hóa, chơi game tại các xã, thị trấn. Nhà trường kết hợp với hội khuyến học các xã, thị trấn vận động, giúp đỡ các em học sinh nghèo tiếp tục có điều kiện đến trường, thực hiện tốt ba liên kết giáo dục học sinh giữa nhà trường, gia đình, xã hội. Những kinh nghiệm chia sẻ, những giải pháp sẽ được áp dụng vào công tác giáo dục của huyện Quỳ Châu trong năm học này và những năm học tiếp theo. Sáng ngày 13 tháng 10, Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Lạc tổ chức hội thảo góp ý biên soạn lịch sử Đảng bộ giai đoạn năm 1990 năm 2015. Bản thảo lịch sử Đảng bộ thị trấn Tân Lạc gồm 4 chương. Chương 1: Khái quát về vùng đất và con người thị trấn Tân Lạc. Chương 2: Dấu vết lịch sử ở thị trấn Tân Lạc năm 1990 trở về trước. Chương 3: Đảng bộ thị trấn Tân Lạc ra đời và lãnh đạo nhân dân tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Chương 4. Đảng bộ thị trấn lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương giàu về kinh tế vững mạnh về chính trị, dân chủ và văn hóa. Tại hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp của các vị lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử bổ sung vào nội dung bản thảo, trong đó tập trung vào việc xác minh và điều chỉnh một số thông tin, nội dung, mốc thời gian, thống nhất cách thức trình bày quy phạm văn bản trong cuốn sách. Kết luận hội thảo Đồng chí Nguyễn Thế Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo. Đồng thời chỉ đạo ban biên soạn tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thành cuốn lịch sử Đảng bộ thị trấn, đảm bảo chất lượng kịp tiến độ theo kế hoạch đã xây dựng. Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2014, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Chi hội Phụ nữ xã Châu Bình đã tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng máy ấm tình thương cho gia đình bà Lô Thị Thiết, hội viên hội phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở bản Độ 2 xã Châu Bình. Gia đình bà Lô Thị Thiết là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ở trong ngôi nhà đã xuống cấp không có khả năng xây dựng, chồng mất, nuôi hai con bị thiểu năng, không tự giúp được bản thân, cuộc sống của gia đình gặp nhiều khó khăn. Sau khi khảo sát, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình chị Lô Thị Thiết xây dựng mái ấm tình thương. Sau hơn 2 tháng triển khai thi công, ngôi nhà mới đã được hoàn thiện trên diện tích 60 m2, mái lợp peroxi măng với tổng kinh phí xây dựng gần 40 triệu đồng, trong đó hội liên hiệp huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, chi hội phụ nữ xã hỗ trợ 5 triệu đồng, chi bộ cơ quan ủy ban nhân dân xã cho bình ủng hộ 2 triệu đồng. Ngoài ra, bà con trong bản còn ủng hộ vật liệu xây dựng như gạch, xi măng, cát và nhiều ngày công cùng gia đình họ hàng, làng xóm tham gia đóng góp ủng hộ gia đình bà xây nhà. Việc hỗ trợ gia đình khó khăn làm nhà là hoạt động thiết thực có ý nghĩa của hội liên hiệp phụ nữ huyện đối với hội viên có hoàn cảnh khó khăn góp phần giúp các hội viên có một mái ấm để ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Được biết, đây là mái ấm tình thương thứ hai mà Hội Liên hiệp Phụ nữ tặng gia đình nghèo trong năm. Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2014, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Quỳ Châu đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kết nạp đảng khóa 3 năm 2014. Lớp bồi dưỡng kết nạp đảng có 64 học viên. Trong thời gian 5 ngày, các học viên được tìm hiểu về lịch sử đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới và điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, các học viên còn được nghe nội dung về chỉ thị 3 về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và chuyên đề phương pháp phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, về vai trò vị trí của bản thân trong quá trình phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng hòa chung vào không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ. Sáng 15 tháng 10, Hội Phụ nữ xã Châu Bình đã tổ chức hội thi chi hội trưởng phụ nữ giỏi năm 2014. Hội thi đã thu hút 14 chi hội trưởng phụ nữ đến từ các xóm, bản trên địa bàn xã Châu Bình. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: trao hỏi, kiến thức và năng khiếu. Các câu hỏi xung quanh nội dung về giáo dục phẩm chất, đạo đức của phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam tự tin, tự trọng, trung hậu và đảm đang. Phần năng khiếu đã quy tụ các tài năng như hát, đọc thơ, hát ví dặm. Hội thi chi hội trường giỏi nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và khả năng vận động quần chúng, vận dụng, xử lý linh hoạt các tình huống có thể xảy ra trong công tác hội. Đồng thời, đây là nơi giao lưu học hỏi và trao đổi kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ chi hội phụ nữ. Kết thúc hội thi, giải nhất đã thuộc về chị Phạm Thị Hoa, chi hội trưởng phụ nữ xóm 32, Giải nhì chị Hồ Thị Ly, chi hội trưởng phụ nữ xóm 34 và chị Phạm Thị Thanh, chủ hội trưởng xóm Quỳnh 1. Chị Lô Thị Xuân, chủ hội trưởng bàn lầu 1, đồng giải 3. Huyện Quý Châu vừa tổ chức giao lưu gặp mặt các doanh nghiệp đóng trên địa bàn nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Tham dự buổi gặp mặt có lãnh đạo huyện Quý Châu cùng các doanh nghiệp trên địa bàn. Huyện Quý Châu hiện có 33 doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trên các lĩnh vực xây dựng cơ bản, khai thác chế biến đá xây dựng, sản xuất gạch nung, sản xuất mây tre đan tạo việc làm ổn định cho khoảng 700 lao động. Trong thời gian qua, mặc dù chịu tác động của suy thoái kinh tế nhưng các doanh nghiệp đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, tăng cường đầu tư công nghệ, máy móc, đổi mới quản lý, hình thức kinh doanh, qua đó tiếp tục đứng vững trên thị trường. Trong 9 tháng đầu năm 2014, tổng giá trị sản xuất giá cố định 2010 ước đạt 893,826 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 111,2%, tốc độ tăng trưởng 9 tháng đầu năm đạt 11,1%. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nộp ngân sách trên 6 tỷ đồng. Ngoài tạo việc làm cho lao động ở địa phương, các doanh nghiệp còn tham gia có hiệu quả các hoạt động vì cộng đồng như tham gia các hoạt động từ thiện, hỗ trợ các quý vị người nghèo, quý khuyến học, xây dựng đường giao thông nông thôn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo huyện đã ghi nhận biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các doanh nghiệp trên địa bàn thời gian qua đồng thời chia sẻ những khó khăn của các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Hy vọng trong thời gian tới, các doanh nghiệp khắc phục những khó khăn, đầu tư phát triển tiếp tục có nhiều đóng góp vào kinh tế của huyện và đưa huyện nhà ngày càng giàu đẹp. Sáng 14 tháng 10, huyện Quỳ Châu đã tổ chức giải cầu lông, chào mừng thành lập các ban đảng và văn phòng cấp ủy năm 2014. Tại giải đấu đã thu hút được gần 30 vận động viên đến từ các phòng ban ngành cấp huyện và ủy ban nhân dân thị trấn Tân Lạc với 3 nội dung thi đấu đôi nam trên 43 tuổi, đôi nam dưới 43 tuổi, đôi nam nữ không giới hạn độ tuổi. Nhờ có sự chuẩn bị, tập luyện chu đáo, nên các trận đấu diễn ra kịch tính, hấp dẫn, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức trao giải nhất cho các nội dung đôi nam trên 43 cho Ủy ban Nhân dân huyện, đôi nam 43 cho huyện ủy, đôi nam nữ thuộc về ban dân vận huyện ủy, đồng giải nhì đôi nam trên 43 tuổi được trao cho đôi lãnh đạo huyện ủy, đôi nam dưới 43 tuổi trao cho đơn vị doanh nghiệp, đôi nam nữ trao cho thị trấn Tân Lạc. Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2014, Liên đoàn Lao động huyện Quý Châu đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức giao lưu bóng truyền nữ hướng tới kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 1930-20 tháng 10 năm 2014. Tham gia buổi giao lưu có 6 đội với trên 62 vận động viên, trong đó có 3 cơ quan, một đội liên quân, hai đội của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Châu Hạnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Tân Lạc. Hình thức thi đấu vòng tròn tính điểm được chia làm hai bảng A và B. Các trận đấu diễn ra trong không khí đoàn kết, hữu nghị, thu hút sự quan tâm theo dõi và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả. Buổi giao lưu là dịp để các vận động viên học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, đồng thời khuyến khích động viên hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào rèn luyện sức khỏe, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao của cơ quan và địa phương phát triển. Sáng ngày 15 tháng 10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Quý Châu đã tổ chức hội thi các môn thể thao truyền thống, chào mừng kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên. Tham dự hội thi năm nay có 18 đơn vị đến từ các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn huyện. Hội thi có sự tham gia của 112 lượt vận động viên đăng ký tham gia, tranh tài 4 môn thi ném con, bắn nỏ, đi cá kheo và đặc biệt là thi viết chữ Thái. Sau một ngày diễn ra sôi nổi, cuộc thi đã thành công tốt đẹp với kết quả chung cuộc. Môn bắn nỏ giải nhất nam thuộc về Sầm Văn Bính, bắn nỏ nữ thuộc về chị Hà Thị Luyện, xã Châu Nga. Môn ném con, anh Lê Bá Trình và chị Lương Thị Nga đã giành giải nhất. Anh Lữ Văn Thoại, chị Sầm Thị Lan đã giành giải nhất trong môn cá kheo và thi viết chữ Thái. Thi viết chữ Thái giải nhất đã thuộc về thí sinh Lang Thị Anh đến từ xã Châu Thắng. Hội thi đã tạo môi trường lành mạnh, tạo cơ hội tốt cho thanh niên huyện nhà được giao lưu, đoàn kết và thể hiện tinh thần sung kích của thanh niên trong việc giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trên quê hương Quỳ Châu. Chị Hà Thị Linh, chi hội trưởng phụ nữ bản Bông 1, xã Châu Thuận, là một phụ nữ năng nổ trong công tác hội. Chị luôn quan tâm chăm lo tới đời sống của các hội viên. Bên cạnh đó, chị làm kinh tế giỏi, nêu gương cho các chị em học tập và nói theo tham gia làm chi hội trưởng từ năm 1999. Những năm đầu làm công tác hội, chị Linh gặp rất nhiều khó khăn. Phong tục tập quán của đồng bào còn lạc hậu, tỷ lệ hộ nghèo còn rất cao. Với lòng nhiệt huyết, tinh thần đầy trách nhiệm, chị đã không ngại ngần khó khăn vất vả đi vận động thuyết phục chị em phát triển kinh tế. Chị luôn trăn trở làm như thế nào để giúp chị em thoát nghèo, xây dựng chi hội ngày càng tiến bộ. Chị vận động hội viên quyên góp được 5 triệu đồng giúp đỡ hai hộ nghèo là chị Lương Thị Tươi và chị Lương Thị Phiết để chăn nuôi lợn và sửa nhà. Đến nay gia đình chị Phiết có 50 a mía, 3 con trâu, còn gia đình chị Tươi có 30 a mía, 3 con trâu. Nhờ vậy đời sống hai gia đình đã được cải thiện. Chị Lương Thị Phiết, hội viên Hội Phụ nữ bản Bông 1 xã Châu Thuận cho biết: "Hơn dù trải đây ạ, xi há pí vô. Tăng nhang mía ở mía ơi mi nổ cũng bán chi hội phụ nữ hào đề. Ê à, Bày... Trước Cái... đây gia đình tôi ừ, rất nghèo, đúng đúng. cuộc sống vất vả, đời tôi sống tôi hết sức thiếu thốn. Hơn Sau này nhờ có sự giúp đỡ à. của hội phụ nữ, bây Đào giờ nhà tôi đã 4... thoát nghèo. Xây dựng nhà, nhà khang trang, đúng. mua được xe máy, ừ, cuộc xin... sống đỡ vất vả hơn. Tôi thật sự xin biết xin ơn cho hội không? phụ nữ. Là là ừ, lúc dù gì đó. Ô, mà biến gì tăng à, thoát đây nghèo là Tôi khoai phố mìa. Bên cạnh đó, chị Linh còn vận động hội viên hỗ trợ sửa nhà, góp phường giúp nhau không lấy lãi, quyên góp được 20 triệu đồng. Năm 2014, chị Linh xây dựng mô hình trồng sắn cao sản thu hút 10 chị em tham gia trồng với diện tích 3 hecta. Ngoài ra, chị còn bỏ tiền vốn của bản thân cho chị em mua giống làm mô hình sắn. Chị luôn gần gũi, lắng nghe ý kiến góp ý cũng như kiến nghị của chị em trong công tác hội, đặc biệt là xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa. Với những đóng góp của mình, hàng năm chỉ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được cấp xã, huyện khen thưởng. 5 năm liền chi hội đạt chi hội xuất sắc. Chị Hà Thị Linh, chi hội trưởng phụ nữ bản Bông 1, xã Châu Thuận cho biết thêm. Tôi vào sinh hoạt hội từ năm 99 đến bây giờ thì cái bước đầu tôi vào thì gặp rất chi là nhiều khó khăn bởi vì là phong tục tập quán ở đây thì còn lạng hậu cái hội trước đó nhưng bây giờ thì mặc dù khó khăn thế nào tôi cũng phải cố gắng vận động chị em. Cái hồi trước thì còn phong tục tập quán còn là hậu thì hồ nghèo, tỷ lệ hồ nghèo còn cao. Nhưng mà bây giờ chị em cũng hiểu, rồi biết giúp đỡ nhau và phát triển kinh tế. Chẳng hạn như là góp tiền là mỗi người, mỗi chị là góp 50.000 đồng là cho một chị mua lợn. Thì về thì thấy các chị cũng thay đổi và cũng hiện bây giờ thì hộ nghèo thì cũng đã giảm. Không chỉ làm tốt công tác hội, chỉ còn làm kinh tế giỏi. Để nâng cao thu nhập, nêu gương để chị em noi theo. Chị Linh trồng 1 hecta mía, 1 hecta sắn, 1 hecta keo và chăn nuôi 5 con lợn, 4 con bò. Ngoài ra, chị còn buôn bán thịt lợn. Dù bận rộn tham gia công tác chi hội nhưng chị vẫn luôn tranh thủ thời gian chăm lo cho gia đình gia đình chị luôn sống hạnh phúc, đoàn kết, hòa nhã với mọi người. Được công nhận đạt tiêu chuẩn gia đình 503 sạch, cuộc sống gia đình khấm khá hơn, con cái thành đạt, con trai đầu công tác ở xã, con gái thứ hai là giáo viên. Chị Lương Thị Hoa, Chủ tịch Phụ nữ xã Châu Thuận cho biết, Chị Hà Thị Linh là chi hội trưởng hội phụ nữ bàn bông 1 là nắm bắt tâm tư được nguyện vọng của chị em hội viên để giúp đỡ hội viên của chị là vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó là chị Linh là vận động chị em là lập được cái mô hình trồng sắn cá sản và trồng mía. Không chỉ những thế mà chỉ còn có những gia đình kinh tế là vươn lên làm giàu chính đáng cho gia đình và nuôi con học hành đến nơi đến chốn. 15 năm tham gia công tác hội, chị Hà Thị Linh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Tạo được niềm tin trong hội viên và góp phần đưa phong trào phụ nữ bản bông 1 có nhiều chuyển biến tích cực. Chị là tấm gương sáng cho các chị em phụ nữ nói theo. Chương trình thời sự của Đài truyền thanh truyền hình quý Châu xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại qua cổng thông tin điện tử huyện Quý Châu tại địa chỉ website www.quỳchâu.nghean.gov.vn Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.